Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ai sinh ra cũng muốn mình có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, đong đầy. Tuy nhiên thì mỗi người đều được trời ban cho một số mệnh nhất định. Vì vậy, có những người vừa sinh ra đã được hưởng khí chất cao sang, bất kể họ làm việc gì cũng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, khí chất và bản chất của con người là do trời ban, không phải ai cũng sở hữu được. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Có nhiều người tuy sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc, nhưng họ lại không có bản lĩnh, thì cho dù có hậu thuẫn bao nhiêu cũng không thể xây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số 12 con giáp, có 6 con giáp trời sinh mang số mệnh phú quý, sở hữu khí chất nữ hoàng. Vì vậy, bất kể họ sinh ra trong gia đình như thế nào hoặc có tướng mạo ra sao, thì cuộc sống tương lai vẫn thăng hoa rực rỡ, càng lớn tuổi càng quyền lực. Bước vào giai đoạn hậu vận thì không chỉ xây dựng sự nghiệp thịnh vượng mà còn tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc. Chúng ta hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Nhắc đến con giáp sinh ra đã mang khí chất mà mọi người đều ngưỡng mộ, phải nhắc đến những gia chủ tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ sinh ra đã là người có tính tình hòa đồng, vui vẻ, thậm chí có năng khiếu tấu hài nên đi đâu cũng được người khác yêu mến. Đã thế, Ngọ lại vô cùng thông minh, sáng dạ, làm việc gì cũng chỉn chu, đến nơi, đến chốn. Xung quanh tuổi Ngọ có rất nhiều mối quan hệ tốt và những người này, một là ra sức giúp bạn, hai là yêu thương, theo đuổi bạn đến cùng. Có quá nhiều người đàn ông vây quanh, có lúc Ngọ cảm thấy ái ngại vì không biết chọn ai, cũng không thể phũ phàng vì họ toàn là những người chân tình. Hôn nhân viên mãn hạnh phúc vì được cưng chiều, số như bà Hoàng sau khi lấy chồng. Người tuổi Ngọ phấn đấu không ngừng, ý chí cao nên dù có giàu có thì cũng không bao giờ ngừng vun đắp, phấn đấu và kiếm tiền. Chính vì vậy mà càng về sau thì cuộc sống càng sung túc, vui vẻ, viên mãn. Hạnh phúc nằm trong tay tuổi Ngọ, tiền tài cũng nằm trong tay họ. Đa số phụ nữ tuổi Ngọ đều rất thông minh, hoạt bát nên xung quanh có nhiều bạn bè, đặc biệt là những lúc khó khăn, hoạn nạn đều có quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Ngọ không sẵn sàng làm phụ nữ của gia đình. Đối với công việc xã hội, họ lại tích cực và nhiệt huyết hơn. Vì vậy, sau khi kết hôn thì phụ nữ tuổi Ngọ vẫn miệt mài với sự nghiệp của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống trung vận thăng hoa và giàu có. Tử vi học có nói, người tuổi Ngọ được trời sinh có khí chất, nữ hoàng, càng lớn tuổi, họ càng gặt hái được nhiều thành công, có khả năng lãnh đạo mọi thứ. Ngoài ra thì phụ nữ tuổi Ngọ còn mang mệnh vượng phù ích tử, có thể giúp chồng xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy con cái nên người thành tài. Tuy nhiên thì trong vận trình cuộc đời của những gia chủ tuổi Ngọ lại vướng phải những thị phi không đáng có, luôn bị vơ vào những xui xẻo thụ động không mong muốn, đôi khi sẽ khiến cho các gia chủ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Để tránh vướng phải những điều không may mắn cũng như là gia tăng tình duyên, công danh sự nghiệp, những con giáp tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Đối với tuổi Hợi, trời sinh ra những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi. Trong số những con giáp, tuổi Hợi là những người được trời ban nhiều phước lành nhất. Họ sinh ra đã được sở hữu khí chất quý phái, luôn có số đào hoa bậc nhất, đôi khi khiến người khác phải ghen tị. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, những người tuổi Hợi lại càng gặt hái được nhiều thành công hơn. Con giáp nào sợ tuổi già, nhưng đối với tuổi Hợi thì lại không như vậy. Càng lớn tuổi họ lại càng quyến rũ. Người tuổi Hợi vốn hào phóng, tốt bụng nên cuộc sống tương lai và con đường màu hồng. Họ không chỉ có khả năng xây dựng mọi thứ viên mãn mà còn sở hữu khối tài sản đô sộ, hậu vận êm ấm, sung túc bên gia đình. Hợi mang vận vượng phù ích tử nên đàn ông lấy được tuổi này làm vợ chắc chắn cuộc sống sung túc giàu sang. Chính vì vậy mà họ càng biết ơn yêu chiều vợ mình nhiều hơn. Vì trong công việc tuổi Hợi luôn thúc giục, động viên chồng, là nguồn tinh thần lớn lao giúp chồng vượt qua tất cả. Người này thông minh có thừa, giao tiếp giỏi nên đi đâu cũng được người khác yêu mến hết mình.
có đi có lại là cách mà người khác báo đáp những ơn huệ của tuổi Hợi ban cho họ. Chính vì vậy mà cuộc sống sung túc, giàu có, càng về hậu vận thì càng viên mãn, không ai sánh bằng. Người tuổi Hợi đa phần là những người có nhiều nguồn năng lượng tích cực, vô tư và vui vẻ, là những người hiền hòa, dám làm, dám chịu và tính tình dễ mến. Trong công việc, tuổi Hợi là những người làm việc gì cũng chuyên tâm, tâm địa thiện lương, rất kiên cường và khá bản lĩnh. Gặp khó khăn thì không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu, là người rất trọng tình nghĩa, thẳng thắn và không quá câu nệ. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản nên ít hay khiếm khi thấy họ buồn giàu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Họ có ý chí nên không quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm trêu chọc. Vì vậy, có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Hợi nhiều khi còn khá là chần chừ mải chơi nên công danh sự nghiệp dù có khá, nhưng may mắn thuận lợi thành công cũng như là tích cực nhanh nhẹn nên các gia chủ tuổi Hợi nên mang bên mình vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long Hợi Mão Mùi, được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão là người hiền lành, nhu mì, ăn nói dễ nghe và đa số là những người phụ nữ dịu dàng nữ tính. Đàn ông rất thích tuyết phụ nữ này, mong muốn được yêu thương chia sẻ. Cuộc sống của tuổi Mão sau khi kết hôn được cưng chiều yêu mến, không bao giờ phải buồn vì chồng bạn tình nguyện là người chia sẻ mọi việc với bạn, ngay cả đó là việc nhà. Ngoài ra thì tuổi Mão khá là chăm chỉ, dù không phải là người quá thông minh nhưng bù lại đó là sự cần cù giúp bạn thăng tiến trong công việc, chiếm được lòng tin của cấp trên. Trẻ thì được yêu thương nâng đỡ, trung niên thì giàu có nhờ sự nỗ lực của chính mình, hôn nhân lại vẹn tròn. Về tính cách của người tuổi Mão, phải nhắc đến sự nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Khi bắt đầu một việc gì đó thì họ đều suy nghĩ một cách thận trọng rồi mới hành động. Vì thế, để phát hiện sai lầm của họ là điều không dễ dàng. Họ là những người khá thông minh, có suy nghĩ cho tương lai, có thể đoán trước được điều gì đã và đang xảy ra, ngay cả những mối đe dọa đối với họ. Họ là người có thể thay đổi cách sống để đạt được mục đích của mình. Cụ thể, nếu cách này không được thì sẽ ngay lập tức tìm phương án khác để thay thế, thậm chí là phải thử nhiều cách. Mục đích cuối cùng đó là mong muốn giải quyết vấn đề nhanh và tốt nhất. Phần lớn những người tuổi Mão thì đều hiền hòa, lễ phép, làm cho người khác có cảm giác tự nhiên thoải mái khi tiếp xúc với họ. Hầu hết không ai ghét, bỏ hay là ngược lại, được rất nhiều người yêu mến. Người tuổi Mão có niềm say mê lớn đối với cái đẹp. Bẩm sinh họ đã yêu thích nghệ thuật, chính vì thế mà có thể thấy được họ là những người khá bình tĩnh và luôn truy tìm đến sự hưởng thụ. Thoạt đầu tiếp xúc thì bạn có thể cho rằng người tuổi Mão khá là ngạo mạn, nhưng thật ra họ không ngạo mạn như lại có chút gì đó xem thường người khác. Đây cũng là yếu tố khiến cho người khác khó có thể gần gũi với tuổi Mão. Họ cũng có một nhược điểm là thiếu tích cực làm việc, thiếu cá tính, quả đoán, thậm chí là không xem trọng một việc gì. Nghề nghiệp thích hợp nhất với tuổi Mão đó là nghề có tính nghệ thuật như thiết kế, tạo mẫu hay là diễn viên. Về phương diện tình cảm, nếu bạn bị hấp dẫn bởi một người tuổi Mão thì không cần xông tới, chỉ việc lễ phép, có học hành thì họ sẽ chủ động tiếp cận. Người tuổi Mão thì khá là tốt bụng, nếu như có buồn phiền gì thì chắc chắn sẽ được quan tâm giúp đỡ. Người tuổi Mão kiếm được rất nhiều tiền, tuy nhiên thì họ chi tiêu cũng rất cẩn thận. Nếu có ý định mượn tiền thì bạn nhất định sẽ phải quay về tay không, nên hãy quên đi chuyện mượn tiền của người tuổi Mão. Nữ giới tuổi Mão thì cuộc đời có lên cao vào thời trung vận, hậu vận thì an nhàn, tiền vận cũng lắm vất vả. Tuy vậy, cuộc sống có phần sung túc và lên cao và trung vận. Tuổi Mão, mạng số rất vững, số hưởng thọ trung bình từ 65 cho đến 77 tuổi là mức tối đa. Làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
người ta thường ví tuổi Mão là con giáp của sự hoàn thiện, hoàn hảo. Chính vì thế mà từ khi sinh ra, họ đã có khí chất ngời ngời, dù có gặp khó khăn, vẫn bước qua một cách nhẹ nhàng, lạc quan, vui vẻ. Để may mắn hơn, ít gặp tai ương và xui xẻo, những gia chủ tuổi Mão cần mang theo bên mình pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Chính vì thế mà nó luôn là sự lựa chọn được các gia chủ tin tưởng mang bên mình. Tuổi Sửu dù không phải là kiểu người sống trong may mắn như con giáp tuổi Hợi, nhưng những người tuổi Sửu cũng không hề có số khổ như mọi người tưởng. Thực chất, tuổi Sửu là con giáp rất biết nhìn xa trông rộng. Trời sinh vốn tính chăm chỉ, siêng năng, tuổi Sửu luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Họ là người được trời sinh mang khí chất nữ hoàng, cuộc đời có khó khăn trắc trở thế nào thì họ cũng vượt qua nhờ được bản tính tuyệt vời của mình. Người tuổi Sửu có sự nhẫn nại, kiên trì nên dù có khó khăn, dù cho mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể thì vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người kỹ năng tốt nhưng chính sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà tuổi Sửu phải đến độ khá muộn thì mới có thể thành công. Họ là người coi trọng gia đình, bạn bè, sẵn sàng góp sức khi mà bạn bè, người thân gặp khó khăn. Đặc biệt với những người cực kỳ quan trọng với bản thân, họ là người luôn luôn nhớ và mừng sinh nhật dành cho người đó. Nữ tuổi Sửu thì cuộc sống lúc nhỏ tuy có nhiều khó khăn vất vả nhưng lớn lên lại gặp nhiều may mắn. Trong sự nghiệp thì gặp nhiều cản trở nhưng đều được giải quyết tốt đẹp. Sau kết hôn thì con đường tài lộc, đặc biệt là phát triển, gặp nhiều điều tốt đẹp, về già có vận may, về con cái. Tình cảm của nữ tuổi Sửu rất thuận lợi, ban đầu có một chút bất hòa, nhưng thời gian về sau thì càng ngày càng được cải thiện. Theo tử vi học, bước vào giai đoạn trung vận, đa số phụ nữ tuổi Sửu thường công thành danh toại. Bất kể họ sinh trong một gia đình như thế nào thì khi trưởng thành cũng gặt hái được nhiều thành công. Tính cách tuyệt vời của tuổi Sửu giúp cho họ ngày càng thăng hoa trong công việc và hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân. Những gia chủ tuổi Sửu có đặc tính là dù khó khăn thì vẫn sống thảnh thơi, chính vì thế mà luôn được coi là con giáp quyền quý như một nữ hoàng. Tuy nhiên thì cuộc đời tuổi trẻ gặp khá nhiều những nấc thang thăng trầm bởi số mệnh họ phải trải qua thử thách. Với họ, cần thay đổi vận số bằng việc mang bên mình những pháp khí phong thủy hỗ trợ cho mọi chuyện hanh thông thuận lợi như pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia đình, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Thìn trong 12 sinh tiêu, rồng là con giáp đứng thứ 5. Long thời hay còn gọi là giờ rồng trong thời thần là 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng hàng ngày. Rồng thì ai cũng biết trong 12 con giáp thì nó là linh vật duy nhất không có thật, hư cấu, là một hình ảnh lớn khiến cho con người có thể thỏa sức tưởng tượng. Theo truyền thuyết thì người dân các nước châu Á coi mình là hậu duệ của con rồng. Có thể nói rồng chỉ là tưởng tượng nhưng tiềm ẩn trong đó thể hiện được một số thuộc tính quan trọng của người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn tự xét thấy mình có tầm vóc lớn và có cá tính mạnh, bản tính trời sinh và có quyền uy hiếp người khác. Chỉ cần bạn rơi vào tầm chú ý của những người tuổi Thìn thì xin được chia buồn cùng bạn, bạn sẽ rơi vào cảm giác phiền toái và mệt mỏi vô cùng. Trong cuộc sống thì không có điều gì khiến cho người tuổi rồng có thể lùi bước. Ý chí phấn đấu rất cao, khó khăn gấp mấy cũng không cản trở được họ. Họ biết mình muốn gì, trong lúc nào cũng biết và cho rằng mình mang trong người sứ mạng và mục tiêu sai khiến người khác. Rồng là những người quan tâm đến tiền đồ của bản thân, bằng mọi giá họ phải chiến thắng. Người tuổi rồng có ma lực rất lớn, không chỉ là hấp dẫn nhỏ mà một khi đã muốn người khác làm gì thì e rằng họ khó mà cự tuyệt được. Thay vào đó thì bạn sẽ vui vẻ mà nghe theo ý của họ. Phải công nhận một điều đó là tuổi Sìn sinh ra là một người đã có quyền lực, họ không cần phải tranh giành của ai nên đừng nghĩ là sẽ có người khác đè ép để có được.
Nói về phụ nữ tuổi Thìn thì không cần phải bàn cãi, họ thật sự có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn ở đây không phải là sắc đẹp, sắc sảo tuyệt trần, mà khi sinh ra đã có một sự thu hút lạ kỳ, có thể là do lời ăn tiếng nói. Với những gì mà trời ban cho họ thì không những tốt về phương diện tình cảm mà sự nghiệp của họ cũng tăng tiến một cách dễ dàng. Người tuổi Thìn có một nhược điểm, đó là họ khá cố chấp cứng đầu, không phải ai nói gì cũng nghe và thiếu tiếp thu. Nhưng bù lại thì làm gì cũng rất cẩn thận, gặp chuyện gì cũng có thể tiến về phía trước không chút do dự. Đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Những người tuổi Thân. Người tuổi Thân thì đứng hàng thứ 9 trong 12 sinh tiêu trước Dậu, tức là gà, và thuộc trong những con giáp không phải tầm thường. Khỉ là một động vật bẩm sinh đã rất thông minh. Theo truyền thuyết thì khỉ được phong tước tất cả đều nhờ hổ vương. Nhờ thân trong 12 thời thần là từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều. Nghĩa là những người cầm tinh con khỉ sinh đúng những giờ này thì càng trở nên đặc biệt hơn. Những người tuổi Thân đều có đức tính chăm chỉ, chịu khó. Một khi làm việc gì đó thì thường lên kế hoạch một cách tỉ mỉ rồi mới tiến hành, chứ không hấp tấp và vội vàng. Bởi vậy thông thường những người tuổi khỉ khá là thành công và thành công sớm. Người tuổi Thân thì đa phần đều rất thông minh, có phản ứng khá nhanh nhạy, bất cứ làm việc gì, chúng cũng đều muốn tự tay mình làm, không thích nhờ vào người khác. Họ có tài hoa xuất chúng, thích được chỉ huy người khác, đặc biệt là được khá nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Thân rất giỏi trong việc làm ăn buôn bán vì họ biết vận dụng cơ hội cho bản thân, biết mưu mô tính toán một cách cẩn thận. Vốn đã thông minh sẵn nên chỉ cần một chút sơ hở nhỏ của đối thủ là họ đã có đủ khả năng để đánh bại. Chính vì thế mà những người tuổi Thân rất thích cạnh tranh với người khác. Trên tất cả mọi phương diện thì đều rất cố gắng để không bị thua kém ai. Họ là những người biết giữ gìn thân thể, là người thích vận động. Điển hình, nếu bị tăng cân thì ngay lập tức sẽ có chế độ ăn kiêng một cách khoa học để giảm cân nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ để thấy muốn thành công cần phải có sự hội tụ, các yếu tố tổng hòa, đó chính là sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thì 6 con giáp kể trên hội tụ đầy đủ các yếu tố để may mắn thành công. Việc của 6 con giáp trên là cần nỗ lực nắm bắt thời cơ hơn một chút thì việc có một cuộc sống viên mãn sẽ nằm ngay trong bàn tay. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là cần hỗ trợ về vấn đề tử vi phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.